thầy thuốc phải trang phục chỉnh tề, bao gồm gồm có áo chuyên môn, đội nón, đeo khẩu trang. Bước thứ hai là chuẩn bị dụng cụ gồm có thước đo, ống nghe và máy đo huyết áp. Bước thứ ba đó là chuẩn bị bệnh nhân. Dạ, xin mời bệnh nhân vào. Nhân thì không to,
không có u cục và không nhìn thấy được tuyến giáp. Khi sờ thì không chạm được tuyến giáp và không có rung miêu. Về phần nghe thì không có âm thổi. Về phần khám hạch ngoại biên của bệnh nhân thì ở bệnh nhân không nhìn thấy hạch nội u dưới da cũng như không sờ được hạch. Ủa mà. Dạ rồi, bây giờ con sẽ thực hiện hai dấu hiệu đó là laser và sôi bát. Thì đầu tiên con sẽ thực hiện dấu hiệu laser. Con sẽ lấy huyết áp của bác trước cho bác. Như sau, nếu ta nhìn thấy từ dưới tới cặp khuỷu đến cẳng tay và bàn tay của bệnh nhân có những chấm xuất huyết dưới da thì đó là dấu hiệu của laser dương tính. Và còn nếu như ta không nhìn thấy xuất huyết dưới da thì đó là dấu hiệu laser âm tính. Về ý nghĩa, nếu như laser âm tính thì thể hiện bệnh thể trạng của bệnh nhân là hoàn toàn bình thường, không bị rối loạn các yếu tố đông cầm máu nhưng chưa xác định được số lượng của tiểu cầu. Còn về laser dương tính thì bệnh nhân bị rối loạn yếu tố đông cầm máu và số lượng của tiểu cầu giảm. Về dấu hiệu của trút sô thì được tiến hành khi nghi ngờ bệnh nhân bị hạ canxi máu. Về cách thức tiến hành, ta sẽ đo huyết áp của bệnh nhân và giữ mức huyết áp tối đa của bệnh nhân trong từ 2 đến 3 phút. Về đọc kết quả, nếu như trong khoảng thời gian giữ bệnh nhân có dấu hiệu hạ canxi máu thì sẽ biểu hiện bằng bàn tay co quắp như bàn tay đỡ đẻ. Đó là dấu hiệu dương tính của trút sô, còn ngược lại thì là dấu hiệu âm tính. Sau khi xem phần thăm khám của bạn xong thì tụi em có những nhận xét như sau. Về mặt tích cực thì bạn đã thăm khám tương đối tốt, đầy đủ các bước, lời nói rõ ràng và có quan tâm đến bệnh nhân. Và bên cạnh đó thì thao tác của bạn rõ ràng cũng rất tốt, nhưng mà bạn vẫn còn chưa tự tin và còn khá căng thẳng. Thì đó là những nhận xét của tụi em về phần thăm khám của bạn. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã theo dõi phần video của nhóm em.